Xin chào mọi người, thì như đã giới thiệu thì bên mình sẽ vừa về một cái game box là cái bàn dùng để chơi game. Thì hôm nay mình sẽ mở hộp và trải nghiệm chơi game trên cái bàn này cho mọi người xem nha. Thì bên trong sản phẩm bao gồm một cái cáp Vega, một cái cáp HDMI và những cái phụ kiện. Ở trong này bao gồm adapter nguồn và những cái phụ kiện khác dùng để chơi game. Và ở trong, bên trong là cái game box đây. Thì đây là cái bàn chơi game. Đây là những cái nút điều khiển và đây là cái cần gạt. Thì bây giờ mình sẽ lắp ráp cái cần gạt ở những cái phụ kiện lúc nãy mình nói ha. Màu trắng, màu đen. Mình lắp ráp như thế này. Rồi. Thì bên này cũng vậy ha, cái bàn chơi game này có thể dùng được cho hai người chơi cùng một lúc. Ở phần dưới thì gồm có những cái nút cao su để hít kính, nó hít rất là trắng với mặt kính. Ở phía mặt trước còn có các cổng như là cổng nguồn, cổng HDMI, cổng Vega, cổng điều chỉnh volume, nút chọn và hai cổng USB. Phía bên hông còn có power off và power on ha, tắt mở. Và phía bên này cũng có một nút tắt mở nữa ha. Thì ở phía dưới này còn có hai cái đế tản nhiệt ha. Còn hai bên thì có hai cái loa, bên này và bên đối diện. Khi mình đặt xuống mặt kính hoặc là mặt bàn thì nó rất là chắc chắn ha, mình không thể nào mà gỡ lên được. Thì đối với những cái sợi cáp HDMI hay là cáp Vega hay là cáp USB của cái game box này nó đều rất là dài ha. Và bây giờ chúng ta cùng trải nghiệm cái game box này ở trên TV nha. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái cáp HDMI để kết nối với game box này với TV. Khi kết nối với cổng HDMI thì giao diện của cái game box này sẽ hiển thị như thế này. Và có 680 trò chơi ha. Để chọn những trò chơi thì chúng ta di chuyển cần gạt và phím A là phím OK. Cái game box này nó có thể có rất là nhiều trò chơi huyền thoại, ví dụ như là Samurai, Ninja hay là Con Cha. Luxury is to basically turn everything into gold. The walls have gold detailing all over the plane, the living room, bedroom. Thank you.
Thì như các bạn có thể thấy vừa rồi là game thủ bên mình chơi rất là hấp dẫn ha. Thì cái game bóc này nó có thể tái hiện lại được những trò chơi huyền thoại của các thế hệ 7X, 8X và thế hệ đầu của 9X. Thì hiện tại sản phẩm nó được bán tại 9 Tài, địa chỉ là 147, 149 Nguyễn Tri Phương, phường 8, quận 5.